thử thách một ngày làm ba mẹ của tụi tôi thì sẽ như thế nào. Chuyện là anh bạn thân biết một cà phê kids mới mở nên là tụi tôi quyết định đưa em bé đến đây để trải nghiệm thử. Kubo Premium sẽ nằm tại tầng 4 của siêu thị Lotte Mart Lê Đại Hành với mức giá là 150.000 cho một bé. Phụ huynh đi kèm nếu không sử dụng các dịch vụ cà phê thì sẽ phụ thu 40.000 mỗi người. Còn nếu dùng nước hay là thưởng thức các món ăn tại đây thì sẽ không phụ thu vé vào cổng nha. Diện tích tại đây khá là rộng để các bé có thể vui chơi thoải mái, được chia ra nhiều khu vực khác nhau phù hợp cho các bé trai lẫn bé gái và được trang trí với màu sắc vô cùng bắt mắt. Nãy giờ quên giới thiệu cho mọi người biết thì đây là bạn Bơm, cháu của anh bạn thân của Lu, chứ không phải là con của tụi tôi đâu nha. Thiệt sự khi bước vào đây không những là các bé sẽ mê đâu mà người lớn như tụi tôi còn mê chơi nữa nè. Lu thấy việc có nhiều cà phê kids ra đời cũng thực sự vô cùng hợp lý, vì tại đây sẽ có không gian để cho các con vui chơi, có cả không gian cho ba mẹ hội họp bạn bè hoặc là có thể ngồi làm việc. Một điểm cộng là ở đây nếu như bạn không có thời gian chăm bé thì cũng sẽ có các bạn nhân viên túc trực chơi cùng với các bé nha. Thiệt sự là mới giữ em bé có 2 tiếng thôi mà đổ hết mồ hôi, lớp nào phải chạy theo canh, lớp nào chơi chung, lớp nào còn cho ăn nữa. Nói chung là quá nể các ba mẹ luôn á. Thôi thì giờ có đứa cháu để thực tập trước, để sau này có em bé thì cũng đỡ bỡ ngỡ. Nếu như mọi người có biết cà phê kids nào hay ho nữa thì có thể comment giới thiệu cho Lu biết nha. Cảm ơn mọi người đã xem video.